năm 2020 đã khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thị xã Đông Triều. Đây là năm tiến hành triển khai các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường. Thị ủy Đông Triều đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt mục tiêu kép vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển bền vững. Sau đây là 10 kết quả nổi bật trong năm 2020 của thị xã Đông Triều. 1. Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn khu phố nhiệm kỳ 2020-2022, 100% bí thư chi bộ được bầu làm trưởng thôn khu phố, 389 trên 389 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 46 chi đảng bộ trực thuộc thị ủy tổ chức đại hội thành công. Trong đó, 16 trên 21 bí thư đảng ủy các xã phường không phải là người địa phương, 20 trên 21 đồng chí bí thư đảng ủy là chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường. Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công với sự chuẩn bị công phu, khoa học, chu đáo cả về công tác nhân sự, văn kiện và hậu cần, thực hiện bầu một lần đúng, đủ số lượng các chức danh theo quy định với số phiếu tín nhiệm cao, tiếp tục thực hiện bí thư thị ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã. 2. Hoàn thành toàn diện mục tiêu kép và chủ đề công tác năm 2020. Với sự nỗ lực quyết tâm, đoàn kết đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, thị xã Đông Triều đã hoàn thành toàn diện mục tiêu kép vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 22.015 tỷ đồng, tăng 14,3% so với năm 2019. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Tỷ trọng các ngành kinh tế, công nghiệp xây dựng 63,6%, dịch vụ 29%, nông lâm ngư nghiệp 7,4%. Đời sống của người dân trên địa bàn được cải thiện và nâng cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 5.250 đô la Mỹ, tăng 630 đô la Mỹ so với năm 2019. Cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã chủ động sáng tạo, an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. 3. Dẫn đầu tỉnh và cả nước trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và các lực lượng xã hội tích cực hưởng ứng tham gia. Thị xã tiếp tục là địa phương dẫn đầu tỉnh và cả nước trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả, 4 xã An Sinh, Bình Khê, Tân Việt, Yên Đức được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu lên 5 xã. 5 xã Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Tràng Lương, Nguyễn Huệ, Bình Dương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã trong toàn thị xã đạt nông thôn mới nâng cao lên 15 xã phường. 4. Đông Triều được công nhận là đô thị loại 3. Thị xã hoàn thành các tiêu chí và được Bộ Xây dựng quyết định công nhận là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Quảng Ninh theo quyết định số 1359 ngày 20 tháng 10 năm 2020. Thị xã đã tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai lập điều chỉnh một số quy hoạch quan trọng của thị xã như quy hoạch trung tâm hành chính văn hóa thị xã và các quy hoạch phân khu, huy động các nguồn lực đầu tư chỉnh trang đô thị, nâng cấp các tiêu chí đô thị loại 3 tiến tới thành lập thành phố vào năm 2022. 5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn tại Trung tâm Hành chính công thị xã và bộ phận tiếp nhận trả kết quả hiện đại các xã phường đạt 100%. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3-4 tại Trung tâm Hành chính công thị xã đạt 59,55%, tăng 15,14% so với năm 2019. Cấp xã đạt 63,49%, tăng 21,85% so với năm 2019. 6. Khởi công nhiều dự án, công trình động lực quan trọng. Thị xã đã tập trung xây dựng, hình thành các động lực mới cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Nhiều dự án, công trình động lực quan trọng đã được khởi công và hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và điểm nhấn về cảnh quan đô thị của địa phương. Tiêu biểu là
khánh thành cầu và đường dẫn từ xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều sang phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Cụm di tích lịch sử Đình Chùa Bắc Mã, Chùa Quỳnh Lâm, dự án cầu Triều và đường dẫn nối quốc lộ 18A kết nối thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, trường trung học cơ sở Nguyễn Du. Tiếp tục nghiên cứu và triển khai một số dự án như Chùa Ngọa Vân Thượng, sân gôn Đông Triều, khu du lịch, dịch vụ và đô thị sinh thái Hồ Khe Chè, khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Triều. 7. Sự nghiệp y tế, giáo dục phát triển khá. Năm 2020, chất lượng công tác khám chữa bệnh từ thị xã đến cơ sở được nâng lên rõ rệt. Ngành y tế tiếp tục tập trung tối đa nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,2%. Ngành giáo dục và đào tạo thị xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học. Tiến hành sáp nhập 6 trường tiểu học, trung học cơ sở thành trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. 5 trên 7 trường trung học phổ thông có tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%. Đạt giải nhất toàn đoàn lần thứ 9 liên tiếp hội thi tin học trẻ cấp tỉnh. 8. Tổ chức thành công chuỗi sự kiện lớn hành trình về miền di sản Thánh địa Phật giáo Trúc Lâm. Các hoạt động văn hóa thể thao được quan tâm, các công trình văn hóa tín ngưỡng tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện, huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư tôn tạo các di tích trên địa bàn với 47 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa đạt 42 tỷ đồng. Tổ chức thành công chuỗi sự kiện lớn hành trình về miền di sản Thánh địa Phật giáo Trúc Lâm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà Trần ở Đông Triều. Các hoạt động văn nghệ thể thao tham gia cấp tỉnh, khu vực đạt nhiều thành tích cao, giải nhất toàn đoàn tại các hội thi, kỳ thi cấp tỉnh, Hội khỏe phù đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ 10, giải nhất 2 kỳ liên tiếp, Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Ninh năm 2020, Hội bơi vượt sông truyền thống Quốc báo Quảng Ninh lần thứ 43 năm 2020. 9. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thị xã không còn hộ nghèo. Toàn thị xã giảm 65 trên 65 hộ nghèo, đạt 100% so với kế hoạch, hoàn thành hỗ trợ 560 trên tổng số 560 nhà ở cho người có công với cách mạng, gồm 303 hộ xây mới, 257 hộ tu sửa, với kinh phí 25 tỷ 890 triệu đồng. Quan tâm giải quyết việc làm cho 2.273 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 85%. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được quan tâm với 11.540 người được hỗ trợ với tổng số tiền là trên 14,8 tỷ đồng. 10. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai điều động công an chính quy về các xã phường đảm bảo, chủ động nắm địa bàn, quản lý người nước ngoài, chuẩn bị hậu cần kỹ thuật đầy đủ cho cơ sở cách ly để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khép lại năm 2020 với những thành công và cũng còn đó những khó khăn thách thức, Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân thị xã Đông Triều tự tin bước vào năm 2021 với khí thế mới, quyết tâm đột phá, tạo nên nhiều dấu ấn mới, thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021, đó là giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới, đẩy nhanh hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và thành lập thành phố gắn với tự chủ về ngân sách. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã Đông Triều anh hùng, giàu đẹp, văn minh, trở thành thành phố vào năm 2022.